Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, giàu năng. Tính tung. Hai anh em hôm nay thì nhau ăn cái món dê nấu chào với bún ha. Dạ. Em mình có chuẩn bị là mỗi một bạn là 8 tô. Hôm nay xin xương thôi. Đó. Em căng hỏi mà căng tới 16 tô này mất thời gian quá. Mình căng đại vài tô. 800 g. 800 g. Trồng ra 800 g, mình có phải yếu chút. 800 g. Bỏ bánh lại 2 tô luôn. 800 g giác. Chết rồi. Nhìn nhanh quá trời. Ở cái này nó giật yếu. 800. Rồi, 800 giác hay được rồi đúng không? Cái tô đó là thường mình căng mình hảo mình biết là cái tô 300 g. Tức là đồ ăn á là mỗi một tô 500 g. Mỗi một bạn là 4 kg ha. Lấy cho anh Sơn miếng giấy đi. Để em lau cho đó luôn. Không cần nữa. Anh lau đó luôn. Ừ, đúng rồi. 4 kg ha. Bây giờ hai anh em đua được 25 phút, siết nha. Nhưng mà nói dặn hai anh em gái không chơi với cửa nha, thịt phải cặp hết nha. Chỉ bỏ xương thôi. Người thắng được 2 triệu. Mình nghĩ số lượng như vậy thì hai bạn ăn khi chưa no, nhưng mà có cái là đua nhau thôi ha. Sơn đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị bạn dùng 4 hai anh em mình. Xin mời. Rồi, cái bên. 1, 2, 3. Cặp mình nấu mì mình ăn hai bạn cặp cho sạch chứ, tại vì mình quay góng kính vô với cục xương kỳ lắm nha. Thơm không? Thơm á.
Lúc này đều lỗ gà nhiều quá, leo dằn quá luôn. Quá ngon. Ngon em. Tùng hơi bị, hôm nay hơi bị yếu. Tính hoàn thành, Tùng còn gặn tô. Ok, phần thưởng của Tùng đó. Dạ, cảm ơn. Để hồi anh đỡ thằng Lẽ, anh đưa tiểu 200 ốc với Tùng. Dạ, cảm ơn Tùng. Mấy anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe, giàu nay, xin chào, bye bye.